Sáng 1 tháng 12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25 tháng 11, Công an huyện Thạch Hà đã cử hai tổ công tác phối hợp với Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, tiến hành bắt giữ Nguyễn Trọng Trung và Nguyễn Đình Phú, thu giữ hai điện thoại di động, ba thẻ tài khoản ngân hàng có liên quan trực tiếp đến hành vi lừa đảo bán xe máy cũ để chiếm đoạt số tiền hơn 185 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Trung và Nguyễn Đình Phú khai nhận đã dùng mạng xã hội Facebook để đăng hình ảnh liên quan đến hoạt động mua bán xe máy cũ. Khi có người liên hệ mua xe, các đối tượng sẽ tìm hiểu thông tin của khách hàng, lấy địa chỉ số điện thoại liên lạc của cửa hàng đó. Sau đó, các đối tượng chủ động liên hệ với chủ cửa hàng, đặt vấn đề cần mua xe cho người thân và thỏa thuận giá cả với chủ cửa hàng, đồng thời hẹn lịch cho người thân đến xem xe. Tiếp đó, các đối tượng liên lạc cho khách hàng đến tại địa chỉ cửa hàng bán xe để xem xe. Sau khi đồng ý mua, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển khoản số tiền thỏa thuận mua xe và chiếm tiền. Qua điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 10 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo 19 bị hại trên cả nước với số tiền là 185 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.